À, xin chào mọi người, mình là Hồng Minh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái kinh nghiệm trong cái thực tiễn về một cái quán coffee shop để làm sao cho các barista có thể đồng nhất chất lượng một shot cà phê khi mà họ chiết xuất ra. Thì cái dụng cụ hôm nay mình muốn giới thiệu tới đó là OCD, hay nôm na người ta hay còn gọi là cục phân bổ cà phê á. Nó sẽ giúp cho dàn trải bột cà phê đều với nhau về bề mặt của nó. Bây giờ mình sẽ làm một cái thực tế cho mọi người xem nha. Trước tiên đó là cà phê mình vẫn sẽ lấy khởi mềm. Nam có thể quay cận lại cho mọi người xem. Rồi ha, bây giờ mình giả định là mình là một barista mới, tại vì mình thuận tay phải đúng không? Bây giờ mình sẽ thực hiện bằng thao tác tay trái cho mọi người xem. Nếu như một barista mới họ chưa có kỹ năng gì hết, nhưng mà với cái cách sử dụng của cái cục OCD này á, cục nén thông minh này á, thì khi mà mình đặt vô và mình chỉ cần xoay, khi mà mọi người cố gắng xoay đủ cho đủ 360 độ nha, là một vòng á, thì mọi người thấy không, sau khi xoay xong á là cục này nó sẽ giúp cho dàn trải đều các phần bột cà phê với nhau và bề mặt của nó sẽ flat và phẳng miệng hơn. Lúc này á, cái việc đơn giản là chúng ta chỉ cần dùng lực nén temper á, mình nén xuống để mình tạo độ khít chặt và lúc này mình sẽ chiết xuất cà phê. Thì như vậy á, với cái cục phân bổ cà phê này á, nó sẽ giúp cho các barista có thể đồng nhất được cái sự phân bổ dàn trải đều bột cà phê hơn. Thì nó sẽ tránh đi cái trường hợp là có người bị nén lệch, có người thì nén thẳng. Khi mà tất nhiên là trong kỹ thuật barista thì mọi người biết rồi, nén cà phê lệch thì nó sẽ làm cho cái việc khai thác cà phê nó sẽ không đạt chuẩn. Nó sẽ có sự chênh lệch về hương vị. Có một số người người ta sử dụng cục này không thì mình khuyến nghị là không nên, tại vì cái cục này nó chỉ có tác dụng đúng là dàn trải đều bột cà phê thôi. Và nếu như muốn nén chặt bột cà phê lại với nhau thì mọi người cần phải có đi kèm với một cái temper nữa nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.